xin chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn đến với tin nhanh 12 giờ của Tiền Phong TV bản tin hôm nay của chúng tôi sẽ có các nội dung chính sau đây Việt Nam lọt top 16 quốc gia giàu nhất châu Á Công an truy tìm kẻ đánh dã man một phụ nữ ở Quán An Quân đội nga hé lộ thương vong trên chiến trường mở đầu sẽ là những thông tin trong nước đáng chú ý. Theo thống kê của trang Insight Monkey, Việt Nam đứng thứ 16 trên 21 quốc gia giàu nhất châu Á với tổng tài sản 985 tỷ USD. Kết quả dựa trên tài sản tài chính, phi tài chính và trừ mức nợ, không tính toán yếu tố như tài nguyên thiên nhiên, cơ sở hạ tầng, nhân lực và tiềm năng kinh tế, các yếu tố góp phần tạo nên sự giàu có của quốc gia. Insight Monkey nhận định Việt Nam là quốc gia đang phát triển có tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng và sẽ là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế kỷ 21. Số ca mắc bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết ở thành phố Hồ Chí Minh đang tăng nhanh, nhiều trường hợp bệnh nặng. Theo báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố HCDC, ngày mùng 6 tháng 6 số trẻ em mắc bệnh tay chân miệng tăng nhanh. Nếu tuần 19 chỉ có gần 100 trẻ mắc tay chân miệng thì đến tuần 22 đã ghi nhận hơn 250 bệnh nhi. Cùng với tay chân miệng, bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng. Mỗi tuần thành phố ghi nhận từ 150 đến 170 ca bệnh, nâng tổng số ca mắc sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay lên 7.600 bệnh nhân. Theo HCDC nhận định, thời gian tới, thành phố Hồ Chí Minh đứng trước nguy cơ dịch chồng dịch nếu không chủ động thực hiện đồng thời các biện pháp kiểm soát cả tay chân miệng và sốt xuất huyết, đe dọa sức khỏe cộng đồng. Ngày 7 tháng 6, Công an thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau thông báo đang tiến hành xác minh tìm người đàn ông và phụ nữ xuất hiện trong clip đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh người đàn ông đánh dã man người phụ nữ ở quán ăn. Trước đó, mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip dài 1 phút 30 giây ghi lại cảnh một người đàn ông đứng dậy ném tô thức ăn vào người phụ nữ ngồi cùng bàn. Khi này người phụ nữ cũng ném đánh trả, nhưng đàn ông lấy bàn ăn đập mạnh vào người phụ nữ đang bị té nằm dưới sàn. Chưa dừng lại, người đàn ông còn dùng chân đá mạnh vào đầu người phụ nữ. Sự việc được cho là xảy ra ở quán mì nằm trên đường Trần Hưng Đạo, phường Nam, thành phố Cà Mau vào lúc 22 giờ 24 ngày 4 tháng 6. Trưa mùng 7 tháng 6, Trung tâm Chỉ huy Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đã trục vớt được một thi thể nữ giới trên bờ sông Lam, đoạn qua địa bàn xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Danh tính nạn nhân được xác định là chị TTQA, sinh năm 1995, chú xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Sau khi nhảy cầu, chị A có để lại một bức tâm thư cho chồng con. Trong nội dung bức thư, chị cho biết mình là nạn nhân của một vụ lừa đảo trên mạng bằng hình thức quà tặng chị đã mất 19 triệu đồng nhưng tiếp tục bị yêu cầu nạp thêm 130 triệu đồng nếu không sẽ bị đi tù 7 năm. Trong bức thư để lại, người này cũng viết danh sách những người đang vay tiền và dặn chồng con ở lại giữ sức khỏe, chăm con tốt. Tiếp theo mời quý vị và các bạn theo dõi câu chuyện tiêu điểm của bản tin hôm nay. Kỳ nghỉ hè đến, không ít phụ huynh rơi vào nỗi lao kép khi vừa phải quản lý con cái vừa phải đảm bảo quần quay công việc. Ở xóm Yên Xã, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, có gần chục khu nhà trọ được xây dựng với diện tích nhỏ, giá cho thuê vừa phải nhằm hướng đến đối tượng là công nhân, người lao động làm việc tại các nhà máy thuộc khu công nghiệp VSIP. Với điều kiện kinh tế hạn hẹp, các công nhân chỉ có hai lựa chọn, hoặc gửi con về quê hoặc để con tự trông nhau ở phòng trọ. Các con chủ yếu giải trí bằng việc xem tivi điện thoại và đối mặt với nhiều nguy hiểm tiềm ẩn. Bố mẹ lo lắng bởi tình trạng sử dụng các thiết bị điện tử quá nhiều trong dịp nghỉ hè. Để giải quyết nỗi lo đó, những ngày qua, nhiều phụ huynh đã lựa chọn gửi con vào các trung tâm đào tạo kỹ năng sống, bồi dưỡng năng khiếu. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Nhà văn hóa Thiếu Nhi Việt Đức, Nghệ An cho biết, trong đợt tuyển sinh các lớp học hè từ ngày 10 tháng 5 đến nay, Nhà văn hóa đã nhận được gần 600 lượt đăng ký của phụ huynh cho con theo học tại đây. Tuy nhiên, so với các năm trước, năm nay số lượng học sinh đăng ký tham gia các lớp học năng khiếu dịp hè còn khá khiêm tốn. Ngay sau đây là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, tổn thất của phía Ukraine từ mùng 4 tháng 6 bao gồm 52 xe tăng, 207 xe bọc thép, 134 xe hơi, 5 máy bay, 2 trực thăng, 48 khẩu pháo dã chiến và 53 máy bay không người lái. Ông Sergei Shoigu cũng cho biết về con số thương vong của quân đội nước này. Thật không may, chúng tôi cũng có thương vong. Trong khi đối phó với các đợt tiến công của họ, quân đội Nga đã mất 71 binh sĩ, 210 người bị thương, 15 xe tăng, 9 xe bọc thép, 2 xe hơi và 9 khẩu pháo đã bị phá hủy. Bộ trưởng Quốc phòng Nga lưu ý rằng Ukraine chịu tổn thất đáng kể và không đạt được bất kỳ mục tiêu nào. Kiev hiện chưa bình luận về những thông tin này. Theo thông tin đăng tải trên trang web của Tổng thống Ukraine, ít nhất 150 tấn dầu máy đã tràn ra sông Dnipro và có nguy cơ rò dỉ thêm hơn 300 tấn nữa. Phía Ukraine cáo buộc lực lượng Nga đã cho nổ tung con đập trong đêm. Bộ Ngoại giao Ukraine đang kêu gọi tổ chức một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và một cuộc họp với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, đồng thời thúc giục nhóm G7 và Liên minh châu Âu EU áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với ngành công nghiệp tên lửa và hạt nhân của Moscow. Chiều ngày 6 tháng 6, đội tuyển nữ Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Đức khởi động cho chuyến tập huấn tại châu Âu, chuẩn bị cho World Cup nữ 2023. Về điều kiện tập huấn tại Đức, huấn luyện viên Mai Đức Trung cho biết điều kiện ăn uống cũng như thời tiết ở Đức rất tốt. Ban huấn luyện đã cho các vận động viên tập luyện các bài phối hợp toàn đội và chiến thuật. Bên cạnh đó, các tuyển thủ nữ cũng rèn luyện thêm về tốc độ. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có 3 tuần tập huấn tại Đức và Ba Lan với 4 trận đấu giao hữu với các câu lạc bộ và đội tuyển hàng đầu châu Âu. Hàng ngày, đội sẽ tập nhẹ vào buổi sáng và tập chính vào buổi chiều. Chuẩn bị cho ASEAN Cup 2023, đội tuyển Việt Nam sẽ có hai trận giao hữu trong tháng 6 này, lần lượt với Hồng Kông Trung Quốc diễn ra trên sân Lạch Tray ngày 15 tháng 6 và Syria tại sân Thiên Trường ngày 20 tháng 6. Ban tổ chức cho biết hai trận đấu trên giá vé thấp nhất chỉ 50.000 đồng, ngoài ra còn hai mệnh giá là 200.000 đồng và 300.000 đồng. Dự kiến vé sẽ được phân phối trực tiếp tại hai sân vận động trên trước thời điểm diễn ra trận đấu 4 đến 5 ngày vâng những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại